Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đản sinh tại Nepal. Ngài lớn lên ở đó và Ngài đạt được giác ngộ ngay trong cuộc đời này. Giống như người dẫn đường dùng ánh sáng trí tuệ chiếu rọi qua đêm dài tăm tối, Đức Phật chính là ngọn đèn soi sáng cho chúng ta vượt qua bể luân hồi. Trong suốt 49 năm, Đức Phật đi dọc theo bờ sông Hằng. Ngài dẫn chúng ta tới con đường đưa tới giải thoát, hướng dẫn chúng ta đi theo con đường ánh sáng, vượt qua mọi sự vô minh. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Đức Phật sinh ra trong hoàng tộc Thích Ca và được đặt tên là Tất Đạt Đa. Ngay từ khi Ngài mới đản sinh, có một nhà tiên tri đã tiên đoán rằng Ngài sẽ trở thành một vị vua anh minh vĩ đại và sẽ thống nhất cả thế giới. Vì là người thừa kế ngai vàng của dòng họ Thích Ca, Thái tử Tất Đạt Đa đã sống một cuộc sống xa hoa với mọi tiện nghi hưởng thụ trong cung điện. Để đi tìm con đường giải thoát vĩ đại, đưa mọi chúng sinh thoát khỏi vòng luân hồi sinh tử, Thái tử Tất Đạt Đa đã rời khỏi cung điện trên lưng bạch mã. Ngài đi tới khu rừng trên núi tuyết và thực hành phép tu khổ hạnh, cho tới khi Ngài nhận ra con đường trung đạo mới dẫn tới giải thoát. Thiền định cũng giống như chơi nhạc cụ dây. Dây đàn sẽ cao vút nếu căng quá, hoặc sẽ không có âm thanh nào nếu dây trùng quá. Nuông chiều bản thân theo các cảm giác hay hành xác đều là bám chấp. Hãy thiền định trong trung đạo để đạt giải thoát cho thân và tâm. Tất Đạt Đa ngồi thiền định dưới gốc cây Bồ Đề. Ngài đã một mình chiến đấu với sự tấn công xảo trá của ma vương. Nhà sư trẻ, làm sao nhà ngươi chứng minh là ngươi đã trở thành Đức Phật? Trái đất chứng kiến ta đã thành Phật. Ngay tại thời điểm đó, Tất Đạt Đa đã ở trong trạng thái tịch tịnh hoàn hảo của tính không. Ngài đã giác ngộ và trở thành Đức Phật. Lành thay, tất cả chúng sinh đều có Phật tính, nhưng bị che lấp bởi phiền não và ảo tưởng. Ta muốn trở nên khiêm nhường. Ta sẽ không là nô lệ của tiền tài hay địa vị tên tuổi. Ta đến giảng pháp để giải thoát mọi chúng sinh khỏi bể khổ của luân hồi. Thưa Đức Vua, Ngài nên yêu thương thần dân như con của Ngài. Nhà vua không nên áp bức dân chúng. Cuộc sống là quý giá nhất và cuộc sống của mọi người đều quý báu như nhau. Dù ở địa vị nào trong xã hội, mỗi người đều có giá trị ở bên trong bản thân và có thể tỏa sáng. Thưa Đức Phật, người hãy buông con ra, người con dơ bẩn. Nê tỳ, chúng ta không nên hạ thấp bản thân mình. Mỗi người khác nhau bởi cách hành xử, chứ không phải bởi sinh ra trong điều kiện như thế nào. Con dọn dẹp bụi bẩn trong nhà cho mọi người, ta dọn dẹp bụi bẩn trong tâm cho mọi người. Như vậy, chúng ta cũng giống nhau. Hãy đứng lên. La Hầu La, nước trong chậu này có uống được không? Dạ, tất nhiên là không được ạ. La Hầu La, con cũng giống như nước trong chậu này.
bản chất của con là trong sạch. Nhưng nếu con luôn nói dối, con sẽ trở nên không trong sạch và không ai sẽ yêu thương con. A Nậu Lâu Đà, con không nhìn thấy, hãy để ta khâu vá cho con. Ta chưa bao giờ coi chúng sinh nào hay đệ tử nào là thuộc về ta. Ta cũng là một thành viên của tăng đoàn. Bạch Thế Tôn, tại sao người ngồi dưới gốc cây khô héo này, dưới ánh mặt trời, mong người hãy ngồi vào bóng râm mát? Sự che chở từ gia tộc của nhà vua còn tốt hơn bóng mát của bất kỳ cây nào. Nhà vua, ngài có cảm nhận được không? Từ khi ta đạt được giác ngộ, ta đã chỉ dạy cho các con 8 con đường dẫn đến giải thoát. Hiểu biết chân chánh, tư duy chân chánh, nói lời chân chánh, hành động chân chánh, đời sống chân chánh, siêng năng chân chánh, ghi nhớ chân chánh, tập trung chân chánh. Ta đã luôn giảng pháp không hề mệt mỏi. Đức Phật đản sinh trong một lâu đài, ngài đã trở thành một nhà sư từ khi còn tuổi trẻ. Ngài đã đạt được giác ngộ dưới gốc cây Bồ Đề. Giữa hai gốc cây Sa La, ngài nhập Niết Bàn năm 80 tuổi. Ta đã giải thoát cho mọi chúng sinh mà ta có thể, và đã gieo nhân duyên giải thoát cho những chúng sinh chưa được giải thoát. Hãy để giới luật làm thầy của các con. Hãy để lời dạy của ta hướng dẫn các con. Ta sẽ mãi mãi ở bên các con. Những lời dạy của ngài truyền từ Ấn Độ sang Trung Quốc, Nhật Bản, các nước châu Á khác và khắp thế giới, đem lại trí tuệ rạng ngời, giá trị cho mọi chúng sinh trên thế giới.